Hello chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là một ngày đầu năm mới, ngày mùng 7 âm lịch các bạn nha. Thì hôm nay công ty mình tổ chức bốc thăm trúng thưởng này. Ở ngoài khu vực này cũng khá là đông người. Rất là nhiều công nhân đứng ngồi ngoài này chờ nghe bốc thăm trúng thưởng các bạn nhé. Xin mời các bạn đứng xếp hai hàng ngang để chúng ta chụp những bức ảnh lưu niệm. Và Việt Nam ông đang buôn chơi. Giám đốc sản xuất nhà máy Việt Nam ông Nguyễn Quang Vinh. Chủ tịch công đoàn công ty An Nam Việt Nam ông Nguyễn Quốc Hoàng. Ok nhé, sau này thì mình sẽ đi lên phía trên này các bạn nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của ông. Và thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên ANAM, tôi xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe và để điều hành tập thể ANAM ngày một vững mạnh hơn nữa. Cảm ơn. Vâng, và không phải để quý vị phải mong đợi hơn nữa, và ngay sau đây chúng ta sẽ là những giây phút hết sức đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta quay vào phần bốc thăm trúng thưởng. Vâng, tôi xin trân trọng vừa giới thiệu, kính mời ông Nguyễn Quang Vinh, giám đốc sản xuất nhà máy sẽ lên bốc những lá phiếu may mắn đầu tiên của 6 giải khuyến khích. Đầu tiên, xin mời anh. Các bạn muốn bốc 6 cái một lần hay bốc một lần 6 cái ạ? Một cái một nhé, cho một nhé. Ok. Vâng, để trước khi công bố những giải thưởng thì ban tổ chức chúng tôi sẽ đọc tên 3 lần to và rõ ràng. Bạn nào mà không có mặt ở đây thì lá phiếu này sẽ được hủy ạ. Vâng ạ. Để cánh tay của các bạn nhé, bao nhiêu ạ? Cánh tay của các bạn LMT đâu ạ? Vâng, là phiếu của các bạn thì giải thưởng của các bạn thì vẫn còn ở phía sau cơ ạ. Đây là giải thưởng của một bạn đến từ bộ phận MI. Dành là 00 20. Chưa có ai giơ tay à? Vâng, ba số cuối đó chính là 489, bạn Nguyễn Tiến Lập. Có ở đây không ạ? À, xinh nhỉ. 0 1 2 1 2 4 Lê Thị Minh Phè. Vâng, người may mắn tiếp theo. Đây, trời, không có quà nữa. Nhà
dầu đỏ. Vâng, là phiếu thứ hai của chúng ta đến từ một bộ phận AISMT. Tôi xin đặt số ID 0020971, bạn Trương Du Kỳ. Lần thứ hai bạn Trương Du Kỳ có không ạ? Về rồi. Vâng, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng đã nghỉ rồi. Là phiếu may mắn tiếp theo. Tôi rất có duyên với các cô gái nhé. Thêm một bạn nữ nữa từ bộ phận em ai? 0021411 Trần Thị Huyền Trang. Cánh tay của bạn em ai đâu ạ? À, hôm nay bộ phận em ai rất là có duyên. Và sau đây xin mời bạn có tên là Trịnh Thị Hà, mã cốt 0012527. Có bạn Trịnh Thị Hà, mã cốt 0012527 không ạ? Không ạ. Mời bạn nhanh lên. Nhanh bạn ơi. Tôi đọc cho nhanh nhé. Thời gian của chúng ta không có nhiều cho nên là mời bạn đến từ bộ phận NCA Nguyễn Thành Đạt 0015477. Rồi, xin chúc mừng bạn Đạt. Rồi, tôi may mắn quá, tôi bóc bốc ngày nào chính cái đấy tôi đặt luôn hết. Vâng, xin mời, không hiểu là sao hôm nay em ai lại nhiều quá. Và mời bạn Bùi Tiến Sĩ, mã cốt 0021112. Bộ phận em ai, mời bạn Bùi Tiến Sĩ, có không ạ? Rồi, mời bạn Bùi Tiến Sĩ, có không ạ? Rồi, hủy nhá. Vâng, cuối cùng thì bộ phận chất lượng QA cũng đã đến. Và xin mời bạn Nguyễn Hoàng Xuân Bảo, bộ phận QA 0013887. 0013887. Xin nhắc lại, bạn Nguyễn Hoàng Xuân Bảo 0013887 có không ạ? Ok, chúng ta chuyển sang người tiếp theo nhé. À có à? Rồi ok, chúc mừng bạn, nhanh. Vâng, tiếp theo là một bộ phận rất là quan trọng đối với bộ phận chúng ta, nhưng mà đến bây giờ mới thấy bộ phận TAFA. Vâng, xin mời bạn Nguyễn Thị Huyền, mã cốt 0017257. Nguyễn Thị Huyền 0017257 có ở đây không ạ? Ok, rồi xin cảm ơn. Bạn thứ này là thứ tư rồi đúng không ạ? À thứ năm rồi ạ. À, rồi xin người mời cơ hội cuối cùng của tôi bốc. Hai vợ chồng à? Ôi, em ai hôm nay thế nào số đỏ thế? Là em ai nữa, nhưng mà không biết là được nữa không. Bạn Lê Thị Thảo Vân, mã cốt 0020318. À, ca đêm. Rồi, xin nhắc lại bạn Lê Thị Thảo Vân có đây không ạ? Xin nhắc lại lần nữa bạn Lê Thị Thảo Vân ạ. Ok, không có nhá. Và tiếp theo là đến với TAFA, bạn Nguyễn Thị Lên, mã cốt 0017821. Oh, xin chúc mừng bạn. Mày thế
mà anh yên tâm mình sẽ trao những phần thưởng cho các bạn may mắn trong cửa. Cái này chó mà. Quan trọng là cái phiếu được đó. Chơi game kiểu gì? Cái lồi cũng kiếm rồi. Lồi là cái gì đấy? Chơi là cái gì đấy? Âm chưa biết để trước mà chơi là cái game đó rồi. Biết được không? Xin cảm ơn. Có đâu không nhỉ? Hai trò chơi à? Chơi đấy, chơi chơi này. Chồng chị à? Chồng chị ở đâu này? Bây giờ chị sẵn giới thiệu và kính mời lên sân khấu chị Vũ Thị Thu Hà, trưởng phòng mua hàng sẽ bốc những lá phiếu tiếp theo để tìm ra chủ nhân của 6 giải khuyến khích là đèn sửa ba bóng kangaroo. Mấy mấy lá? Mấy lá nhỉ? Chị Lưu ơi, mấy lá nhỉ? Mấy lá vậy? 6? 6 lá rồi à? Anh em ơi! Chúng ta chuẩn bị 6 cái máy ra đèn sưởi nha. Không, bảo bà chị bê cả từng lên sắt. SC ở đâu? Xin mời bạn đến từ AISMT Lê Thanh Tùng. Số báo danh 0020832. Tôi đọc lại nhá, Lê Thanh Tùng AISMT 0020832. Lần thứ hai không có, chúng ta chuyển sang số sau. Góc lên, không được. Em ai đâu? Xin lỗi bạn đến từ TAS ơi. Trần Ngọc Sơn 0021440. Trần Ngọc Sơn vào đây thôi. Lần thứ hai nhá. 0021440. Trần Ngọc Sơn. TAS ơi, nhanh lên. Mình đứng lần số 3. AC ơi. Thôi. Đi ơi tiếp. Lê Hồng Ngọc 0021357. Lần thứ hai, Lê Hồng Ngọc 0021357. Ồ, xin chúc mừng bạn. Nhanh lên. Một bạn đến từ SCA, Trần Thị Hương 3013197. Lần thứ hai 3013197, Trần Thị Hương. Xin mời AMT Dương Thị Thu Hương 0021434. Ô trời ơi. Chúc mừng bạn Hương, xin bạn Hương anh sẽ lên sân khấu ạ. Xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng số ID 0017394, Bùi Thị Huệ, NCA. Xin mời bạn 0017394, Bùi Thị Huệ. Bạn là Huệ à? 0017394.
xin chúc mừng bà. Đọc nhầm à? Không phải bà nhầm, người kia nhầm. Xin mời anh Trần Văn Tuyến đâu ạ? À? Xin chúc mừng một bạn đến từ PE Nguyễn Văn Hòa 001-8971. Nguyễn Văn Hòa PE 001-8971. Đề nghị anh giơ tay lên hầu cái ạ. Anh Hòa có đây không ạ? Ôi trời. Ngồi hơi xa. Xin chúc mừng một bạn đến từ Em Ai, Nguyễn Văn Khánh. Bạn Ngô Văn Hân có không ạ? Có tên là Huyền Trang.
Mang số ID 002117 Lưu Thị Huyền Trang ạ. Bạn Lưu Thị Huyền Trang có mặt đây không ạ? Kích về nhớ đấy, giải to giải đấy về nhỉ? Cái đồ, cái đồ không? Xin được chúc mừng tất cả các bạn ạ. Và xin mời Mr. Nguyễn Kim Thoáng sẽ trao những phần thưởng may mắn cho các bạn. Không không, 2117. Thôi về thôi. Xin chào mọi tay ạ. Vâng, và các giải thưởng của chúng ta đã lần lượt được dinh về. Những giải thưởng hấp dẫn và giá trị vẫn đang hồi hộp ngóng tìm chủ nhân ạ. Trước khi tìm ra chủ nhân của giải nhất và giải nhì, chúng ta hãy cùng nhau tham gia mini game. Ai giữ ghế lâu nhất? Mười người lên sân khấu để chơi trò chơi này ạ. Mười người bạn đâu rồi ạ? Mười bạn ạ? Nghe chân lên đây ạ. Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Chỗ tính nhạc mình nghe tròn vòng quanh ghế này. Như thế nào? Rồi 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 rồi. Ngồi xuống ghế rồi. Ai mà không ngồi ghế này. Ngồi như sao rồi? Như ngồi vào rồi. Giải đang thế nào? Ngồi vòng tròn rồi. Ba người lên sau, xin mời các bạn là xuống sân khấu thôi mà. Ừ. 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 Nó có thêm cái ghế nữa lên. Trên sân khấu của chúng ta có 9 chiếc ghế được xếp thành một hình tròn ạ. Và các bạn hãy nghe theo điệu nhạc và đi theo một vòng tròn. Khi nhạc dừng thì các bạn hãy tìm cho mình một chiếc ghế để ngồi. Nếu như mà ai không có ghế thì người đấy sẽ bị loại khỏi trò chơi ạ. Và sau mỗi người, một người chơi thì các bạn chơi sẽ rút ra một chiếc ghế ạ. Đến khi nào mà trên sân khấu chỉ có 5 người thì 5 người đấy sẽ là 5 người chiến thắng và giành được phần quà của chương trình ạ. Các bạn đã hiểu luật của trò chơi chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu chơi nhá. Ba. Các bạn nghe nhạc ạ. À?
Bốn bạn đến từ bộ phận TAFA. Bạn này tôi biết. Mang số ID 00010178. Vương Thị Nga. Có bạn Vương Thị Nga không ạ? Xin được chúc mừng bạn Vương Thị Nga. Kìa. Đấy, chính là số bạn đến từ bộ phận TAFA. Mang số ID 00021432. Trịnh Thị Tố Như ạ. Bạn Tố Như có mặt ở đây không ạ? Xin chúc mừng em. Xin mời Tin Tơ ra em sẽ trao những phần quà may mắn cho các bạn ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được cảm ơn ba chủ nhân của trên ba chiếc xe đạp rất là đẹp của chúng ta. Vâng, và để tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Park Hensu, Tổng Giám đốc nhà máy Anam Việt Nam, sẽ bốc những lá phiếu may mắn tiếp theo để tìm ra ba chủ nhân của ba giải nhất với những giải thưởng có giá trị như sau: một mềm giặt Toshiba 8kg ạ, 2. Một tủ lạnh Samsung 208 lít và một TV 43 inch ạ. Xin chào, kính mời ạ. Không một một tám tám sáu chín không không một tám tám sáu chín ạ. Bộ phận quay hậu thì tâm thiên virus Vũ Thanh Tùng ạ. Congratulations, xin chúc mừng thầy ạ. Tiếp theo là lá phiếu thứ hai ạ, để tìm ra chiếc tủ lạnh Samsung Inverter hạng 1 208 lít ạ. 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 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
Congratulations. Là thế cuối cùng để tìm ra chiếc TV chủ nhân của chiếc TV 43 inch ạ. Thì anh em ơi ạ, chị này rất là xinh gái, tôi lại quen cơ. 00100036 Lê Thị Phương anh ạ. Chúc chị. Xin mời Mr. Patrick Su sẽ trả
ban phần thưởng cho các bạn may mắn trúng thưởng ạ. Không, xe máy chưa bước. Thank you.
Vâng, xin mời các bạn lá lại sân khấu một chút để ban tổ chức có một phần quà nhỏ gửi tới tất cả các bạn. Xin chào ngón tay ạ. Vâng, xin được cảm ơn tiết mục chương trình rất là tuyệt vời của tôi. Xin kính mời ban đại diện lãnh đạo công ty, ông Ong Tê Hong, CEO nhà máy A Nam Việt Nam, sẽ lên sân khấu bốc thăm để tìm người sở hữu giải thưởng may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Giải thưởng đặc biệt của chúng ta là một chiếc xe máy Honda với động cơ 4 thì, dung tích xi lanh 110 phân khối, được mang tên Way Alpha. Xin chào, kính mời ông ạ. Xin chào A Nam. Chúc mừng năm mới. Ngày nào tiếng Việt rất là giỏi đúng không ạ? Vâng, bác đang đảm rất là đều ạ, đều hơn Danh Lạc ạ. Và không biết là giải đặc biệt xe máy này dành cho bạn nào ở khu vực phía dưới kia toàn thể của chúng ta đấy ạ. Các bạn có thấy hồi hộp không ạ? Thấy rồi. Ta đã tìm được chủ nhân của giải đặc biệt ạ. Cánh tay của bạn em ơi đâu ạ? Cánh tay của bạn em ai? Xin được chúc mừng một bạn đến từ bộ phận QA mang số ID 0020. Bạn giơ tay lên ạ. Tôi chưa tuyên bố hết mà sao đã rời sân khấu kia rời. 0020411. Không phải nhà mình rồi. Bạn Đào Thị Thúy Hà. Vâng, xin được chúc mừng bạn ạ. Vâng, xin chúc mừng chị ạ. Công bố tên người trúng giải. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được gửi lời chúc mừng tới tất cả các cá nhân may mắn đã nhận được giải thưởng của buổi lễ bốc thăm trúng thưởng chào xuân Quý Mão 2023 của công ty A Nam Electronics Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào năm sau ạ. Ok. I can see.